Vâng, em chào các bác nhé. Thì sau đây mời các bác ngắm con CD Test 10 nguyên thùng xốp cho các bác mình sưu tầm nha. Nói chung là nó như khui thùng vậy quá. Một con CD nó đẹp ngất ngay luôn. Đây các bác cùng xem này, nó mới. Các bác mà ngầu trước mặt của nó như thế này này, các bác nhìn nó mới đẹp nữa nha. Nó vàng ươm vậy. Đấy, các bác nhìn trên này là các bác thấy nó chưa vàng đâu, còn ngoài nó vàng nữa nha. Còn ươm đã lắm. Mới tinh này nha các bác. Này, thùng xốp nha, thùng với máy là trồng series với nhau nha các bác, tại vì họ này hàng đâu nhập về. Điện 100V, Test 10 thì rất là nổi tiếng rồi các bác. Đấy, đây là bộ cơ huyền thoại của hãng Test Nhật Bản. Rồi bộ cơ trứ danh các bác. Chạy bể DAC. Version 10, Test 10. Màu vàng. Con này em đang giao các bác giá cực tốt có là 13 triệu nha các bác. 13 triệu khiển riêng theo máy, nó trong một thùng có sao là nó có nguyên như thế các bác. Đây, khiển của nó đây. Đồ đẹp con này là trên 95-97% hàng thùng xốp sưu tầm. Nó rất là nét. Một cái series rất là đẹp và các bác thấy nó mới này. Từ cái tem luôn này, cái thùng đó. Đấy. Nó nét các bác. Nét. Hay các bác cùng xem nha. Nét ngay luôn. Xốp xiết nó dính này. 13 triệu bao xiết nha bác. Bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 200 rồi còn lại 12 triệu 8. Hoàn hảo hết nha các bác, về đồ đẹp khỏi bàn luôn. Khó mà tìm được con những con Test 10 mà nó đẹp như thế này nha. Đấy, như cục vàng các bác. Đây con thấy này. Đấy. Nhìn cái sớ nó các bác, sớ phay nó này. Vàng ươm. Hiện tại đang chạy nha các bác. Nét bài này nha. Nó sử dụng mấy từ tóc đẹp nhanh lắm. Chưa kịp thả là nó đã chạy rồi. 600000092 nha các bác. Cái series của nó này. Phía sau thì có cộng quang này, cộng cô si ao này, đường ra xuống âm ly này. 600000092 Made in Japan. Mới tinh. Rồi video đến đây là kết thúc. Video giới thiệu con Test 10 nguyên thùng hộp. Để các bác nào sưu tầm liên hệ cho em qua số điện thoại trên. Giá siêu tốt là 13 triệu, chuyển khoản đủ bớt 200 còn 12 triệu 800 bao ship. Các bác đã sở hữu một con đầu Test 10 nguyên thùng xốp. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Một em duy nhất thôi nha các bác. Những model mà có thùng xốp này nó hiếm lắm. Liên hệ trong qua hai số điện thoại này nha để chốt hàng. Chuyển khoản đủ bớt 200 còn 12.8 nha. Còn cọc tiền thì vẫn giá 13, cọc thì cọc 10% trở lên, có nghĩa là 1 triệu đó là em ship hàng nha.